Mời đại chúng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tổ đường tu viện Trúc Lâm để có lớp học kinh với chúng xuất gia, và chúng ta đang học nghi thức công phu sáng theo truyền thống và đệ nhị của chú Lăng Nghiêm với chủ đề là sen nở ban mai, chiều nay kỳ thứ 20. Hôm trước mình học đến câu chú thứ 174 là Mantrara, phiên âm từ chữ Mandala, Mandala. Và hôm trước mình nói đó, Mandala là một cái đàn tràng để cho hành giả tu tập, cũng là một cái nhìn của bậc giác ngộ về vũ trụ. Thì người ta làm mạng Đà La có khi làm bằng cát, theo Phật giáo Tây Tạng. Mạng Đà La có khi làm thành những cái biểu tượng để cúng dường, như là những cái tháp, những cái hộp. Và mạng Đà La cũng có thể cúng dường Phật bằng một cái ấn, như các vị bên Mật Tông, các vị có những cái thủ ấn, thì trong đó có một cái thủ ấn gọi là mạng Đà La. Thì khi các vị bắt cái ấn đó lên thì biểu tượng cho dân cúng cho Phật Mạng Đà La. Rồi bây giờ mình qua đến câu 175. Ô hồng, thì cũng giống như mình nói, ô hồng là chữ án ha. Ta tất đế bạc bà đô. Ta tất đế là hảo vân. Hảo vân là gì? Tức là những án mây đẹp. Bạc bà đô là sinh khởi. Sinh khởi các cái pháp lành mà nó đẹp như những án mây. Thường thường ở trong Phật pháp mình hay lấy những cái, mình hay lấy mây. Mây cũng là một trong những hình ảnh đẹp mà trong Phật pháp mình hay dùng, để nói lên cái sự tự tại, tự do, những cái gì đó nó đẹp. Ta tất đế bạc bà đô là sinh khởi thành tựu các pháp mây lành, mây đẹp. Mã mã là gì? Mã mã là exactly, là really, là đích, chính xác như vậy. Ấn thô na mã mã tỏa, như vậy mà trì tụng. Ý nói là mình cứ, khi mình thành tâm mình trì tụng thì tự động tất cả các pháp nó thành. Mình đưa một cái ví dụ. Thí dụ bây giờ mình tụng kinh chú Lăng Nghiêm thì mình không hiểu, nhưng mà mình thành tâm mình trì tụng thì cũng thành tựu các pháp. Trước hết là thành tựu gì? Thành tựu được cái sự thanh tịnh của ba nghiệp thân, miệng, ý. Thành tựu được là mình làm cho cái pháp giới ở chỗ đó, cái nơi chốn đó, cái environment đó, nó trở nên thanh tịnh, hiền lành nhờ cái năng lực tụng niệm của mình. Thay vì mình không tụng kinh thì mình nói chuyện thị phi, hay là thậm chí người ta gây gổ, thì bây giờ cái chỗ mà chiến tranh, gây gổ, hiềm khích, so với một cái chỗ mà trì tụng yên tịnh, trang nghiêm, thì cái environment đó nó phải hơn. Hoặc là giờ mình tụng kinh Đại Bát Nhã không hiểu gì hết, cái gì mà sắc không sắc gì nói, tụng không hiểu gì hết, nhưng mà ít nhất
mình cũng đã thành tựu được cái sự là thanh tịnh thân miệng ý, và làm cho cái nơi chốn đó người ta bước vô, người ta nghe tụng kinh, cái tự nhiên tâm người ta tĩnh lặng. Đó, như vậy mà chính xác, như vậy mà trì tụng thì thành tựu được các việc. Đó là mình hết cái đệ thứ hai của chú Lăng Nghiêm. Giờ mình qua đệ ba, từ câu thứ 179. Thì trước hết là mình nói cái này đó, cái chú đệ Lăng Nghiêm này thứ ba này là bắt đầu nguyện tiêu trừ. Thì mình sẽ thấy một loạt chữ bà dạ. Ví dụ như ra xà bà dạ, chú ra bà dạ, kỳ ni bà dạ, ô đa cam bà dạ. Chữ bà dạ là gì? Bà dạ là tai nạn, là khủng bố, là terror, terrorism, là khủng bố, là tai nạn. Ra xà bà dạ nghĩa là trừ cái nạn khủng bố, tai nạn của vua. Ở đây là mình nói đến cái quốc chủ. Quốc chủ là gì? Là cái người điều khiển đất nước, là governor. Ở bất cứ thời đại nào nó cũng, thí dụ ngày xưa ta gọi là vua, ngày nay gọi tổng thống, gọi thủ tướng, thí dụ như những người mà điều hành cái đất nước đó. Nếu như mà họ, nếu mà cái vị đó có được cái trí tuệ, có được lòng từ bi, có được cái sự thương dân, thì thường thường chúng ta gọi vị vua đó là gì? Là minh quân, tức là ông vua sáng suốt. Còn nếu như mà ông vua đó ông không biết, ông chỉ lo ăn chơi, ông không có biết lo cho chăm sóc cho dân, ông chỉ biết đàn áp cũng như là bóc lột của dân, thì cái đó gọi là hôn quân, hay là nghe lời những cái người nịnh bợ, thí dụ vậy. Cho nên ở trong Ngũ Bách Danh Quan Âm á, khi mình lạy đó thì cũng có nguyện cho con xin được một cái quốc độ mà nơi chốn đó có những vị vua tốt, phải không? Thì ở đây là ra xà bà dạ, chữ ra xà âm từ cái chữ ra xà. Ra xà nghĩa là vua, không? Còn bà dạ là terror. Tất cả những chữ bà dạ phía sau đó là khủng bố hết á. Trước hết là khủng bố của vua chúa. Mình sống mà mình không có bị sợ hãi. Chủ ra bà dạ tức là khủng bố của trộm cướp, robbers. Thí dụ như mình ở đây, thật ra nói chung là ở đâu cũng vậy hết, ở đâu cũng có ăn trộm hết á. Mình để hở thì người ta lấy à, phải không? Nhưng mà nhiều khi mình ở nhầm cái khu vực, nó không đến nổi thì mình khỏe hơn. Còn mình ở một cái khu vực nào mà nghĩa là có thể bị mất như chơi, thì lúc nào mình cũng phập phồng lo sợ, cửa nẻo đủ kiểu. Đó. Chứ không phải là ở đây không có nha, ở đất quốc độ nào cũng có đó. Tại sao? Tại vì bất cứ quốc độ nào cũng có những chúng sanh giàu có, hay là có những chúng sanh nghèo đói, hay là có những chúng sanh sao thích sống cuộc sống như vậy. À, không lo đi làm, chỉ muốn đi ăn cắp ăn trộm vậy thôi, thí dụ vậy. Cho nên nếu mình ở một cái nơi mà không bị những cái khủng bố, những cái nạn của vua, không có bị cái nạn của trộm cướp, thì cũng là một cái phước của mình, một cái hạnh phúc của mình. Đúng ra cái câu mà nếu mà trong cái bản, có một cái bản phạn khác á, họ câu từ cái chữ ô hồng, từ cái đệ nhị Lăng Nghiêm á, nó câu vô thứ ba này, tức là xin cho con hãy gia hộ con, bảo hộ con xa lìa cái khủng bố của vua, khủng bố của vua chúa, khủng bố của trộm cướp. Rồi a kỳ ni bà dạ, a kỳ ni là acne, nếu mình đọc theo tiếng Anh giờ là acne, nhưng mà tại xưa là a chữ g là hai âm, a ni là a kỳ ni. A kỳ ni là khủng bố của lửa,
hỏa tai, đọc theo tiếng Hán là hỏa tai, fire. Ở đâu cũng có lửa hết phải không? Mình không cẩn thận là bị cháy. Cho nên mình mong mỏi là mình tiêu trừ được cái nạn của lửa. Ô đà ca là nạn của nước, flood. Thí dụ như mình ở một cái khu vực mà năm nào cũng có những cái thiên tai bão lụt, đó cũng là một cái nạn đó. Ô đà ca bà dạ là nạn của nước, gọi là thủy tai. Hồi nãy ở trên là đạo tặc, đúng không? Đạo nhân, có khi có chỗ đạo nhân. Chữ đạo này là gì? Là trộm cướp. Chữ đạo này là ăn cắp, chứ không phải là đạo này là con đường. Thí dụ như người ta kêu là ôi cái anh đó đạo chích đó, cái chữ đạo đó đó là cấp á. Trong mấy cái giới mình đọc cũng vậy đó, nhất viết bất sát sanh, nhị viết bất thâu đạo. Chữ đạo đây là ăn cấp. Thì trên hồi nãy là quân là vua phải không, rồi đến gì đạo tặc, kế đến là hỏa tai, kế đến là thủy tai. Tỳ sa bà dạ, tỳ sa là độc, là độc hại, poisons. Xá tất đa ra bà dạ, xá tất đa ra là gì? Là đao binh, là tượng trưng cho gì? Chiến tranh, war. Tiếng Mỹ nó viết W-A-R là về dịch là chiến tranh. Mà cái chữ đó nó có thể mình có thể suy diễn. W là we, A là R. Đó, chữ R, chữ R là right. Tại vì mình nghĩ mình all right, we all right, thành thử ra that's the reason nó có cái war. Chiến tranh là vậy. Có nhiều khi mình đâu có đại chiến đâu, mình sao? Tiểu chiến. Thí dụ như một cái quốc gia giữa đất nước này xâm lấn đất nước kia thì gọi là đại chiến. Còn trong nhà mình hằng ngày đó, trong nhà mình hằng ngày là gây gỗ, đó là chiến tranh đó. Nhưng mà chiến tranh đó, nó đâu phải nhất thiết phải là binh khí phải không? Nó có thể chiến tranh bằng lời nói, nó có thể chiến tranh bằng hành động đó. Bây giờ chiến tranh người ta cũng đâu cần phải chi để đánh giặc. Chiến tranh bằng cái gì? Bằng vi trùng, bằng virus. Bây giờ người ta muốn phá mình, người ta chỉ cần gửi một con virus vô trong cái system của mình thôi. Phải không? Vừa rồi thầy biết có một cái gia đình đó, người ta có công việc làm, người ta có một công ty rất là lớn. Vậy mà không biết làm sao họ vô, họ đổi được hết password của nguyên cái system của cái hãng đó. Rồi cuối cùng mà bây giờ nếu mà người ta bỏ cái đó đi á, thì người ta mất hết hồ sơ trong đó. Những cái bưu bọng, những cái nhà hàng nhập, hàng xuất, rồi những cái nợ nần công ty này thiếu viên mất hết. Sao? Thì nó email tới, nó bây giờ muốn chuộc lại cái file đó. Đó. Thì phải trả nó bao nhiêu tiền? Ghê lắm. Đó. Cho nên giờ bây giờ những cái email mà thỉnh thoảng người ta gửi vô cho mình mà mình không biết cái email đó là cái gì, nhiều khi mình click vô một cái thôi cũng chết. Cái system mình nó cũng chết như thường. Đó. Đó, cho nên chiến tranh, xá tất đa ra bà dạ là đao binh, là nói tới binh khí, vũ khí, weapons. Mà hãy nói tới weapons là nói tới chiến tranh. Bà ra trước yết ra bà dạ, bà ra trước yết ra nghĩa là oán địch,
enemy. Mình sống ở trong đời này á, bây giờ xã hội mạng bây giờ người ta có một cái danh từ là fan. Fan là gì? Tiếng Việt dịch là gì vậy? Không, chữ 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 fan là gì? Là người hâm mộ hả? Phải không? Tạm thôi, tạm nhé, tạm mình tạm gọi vậy đó. Nhưng mà hễ mà có fan thì có cái gì fan? Có anti fan là người chống bán. Ở đời lúc nào nó cũng vậy hết. Lúc nào cũng có những người thương thì cũng phải có những người ghét. Có những người đồng tình thì cũng có sẽ những người bất đồng. Có những người người ta ủng hộ mình thì cũng có những người chống bán. Tại sao? Tại vì cuộc đời này chỉ là tương đối chứ không có cái gì tuyệt đối hết. Tại nên nếu mà mình sống ở đời á mà mình chưa thông được cái đạo lý tương đối thì mình sẽ khổ lắm. Tại vì mình không chấp nhận cái gì hết á. Thí dụ thôi, mình chỉ muốn được khen, mình không thích chê. Làm gì có chuyện đó được? Phải không? Mình chỉ thích người ta thương mà không thích người ta ghét, cũng khó à. Tại vì sao? Mặc dù mình cũng cố gắng mình sống lắm, nhưng mà nhiều khi á mình focus, mình chú tâm vô này cái mình quên kia. Ví dụ như giờ mình gặp một cái người nào đó, bước vô cái mình quan tâm họ, mình mời mọc họ, mình niềm nở họ cái, thì mình lại quên một cái người thứ hai. Thì cái người kia bị mình quên cái làm sao? Ta oán trách rồi. Chữ oán là gì? Người ta hờn, người ta giận mình à, và người, sau đó người ta trách mình à. Cho nên cuộc đời, mình nhớ là Đức Phật cũng dạy mình cuộc đời chỉ là tương đối chứ không có gì tuyệt đối hết. Không? There's nothing extremely, hay là there's nothing absolutely. Tại vì cái gì nó cũng chỉ là tương đối thôi. Ngay cả Đức Phật phải không? À, các vị vua chúa, các vị những người nhà giàu thời Phật, hay thậm chí bất cứ họ gặp Ngài thì cũng có những người người ta thương quý, nhưng mà bù lại cũng có những người chống bán. À, rồi ngay cả trong đệ tử Đức Phật cũng có những người chống Đức Phật, như là Đề Bà Đạt Đa, hay là như là Sa Nặc, vân vân. Thành thử ra mình hiểu như vậy, cho nên mình nếu mà mình nguyện mình mà không có được cái đó cũng là một cái phước. À, nhưng mà cái này là không có là gì, chúng ta chỉ cố gắng sống. Bây giờ mình cứ suy nghĩ một cái sống mà lúc nào cũng gây thù chuốc oán, và một cái cách sống mà chúng ta cố gắng giảm thiểu đi cái người ghét mình, thì cái cố gắng sống nó vẫn hơn. Cũng giống như mình làm ăn, mình không muốn mất một người khách nào hết á. Mình cứ nhớ vậy, khi mình mở cửa mình làm ăn, mình không muốn mất một người khách nào. Thì cuộc sống này cũng vậy, mình không muốn mất một người bạn nào, mà mình không muốn chuốc thêm một người nào thù ghét mình. Cho nên chữ oán địch là vậy. Thấy không? Bà trước yết ra, bà dạ là khủng bố. Mà khi họ oán mình rồi á, họ trách mình rồi, họ ghét mình rồi, thì cái cơ hội họ hại mình nó dễ. Ví dụ như gặp một cái người nào đó, thay vì họ chỉ cần nói tốt cho mình câu thôi, họ không nói. Hoặc là họ gặp ai đó hiểu lầm mình, lẽ ra họ chỉ cần nói một câu thôi là họ hóa giải cho mình liền, nhưng họ không nói. Họ không nói, họ hiểm cái lời nói đó. Tại sao? Tại họ không thích mình. Họ nghe được có một người nào đó ghét mình, họ cũng khoái luôn. Và một là họ im lặng là họ hiền đó. Còn nếu họ châm thêm chút nữa cái là mình tiêu. Cho nên cuộc sống của mình giữ làm sao thêm bạn bớt thù. Bà trước yết ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ. Đột sắc xoa là gì? Đột sắc xoa là nạn đói khát. Hunger. Cái hồi mà cái dịch Covid nó mới bắt đầu, người ta sợ lắm, người ta sợ đói khát lắm. Cho nên là người ta chạy đi mua thức ăn đầy dãy hết.
Rồi ở những cái xứ mà người ta ít khi nào có tuyết, lâu lâu mà báo động là bữa đó sẽ có tuyết, đường nó sẽ trơn, đồ đại khái vậy là thôi. Người ta sợ lắm, người ta lo đi mua nước, mua gạo, người ta trữ sẵn. Còn như mình đây là thôi, tuyết hằng hà, tại mình quen rồi. Rồi nhưng mà cái gì nó hơn cái bình thường của mình thì mình bắt đầu mình sợ. Cho nên con người cũng sợ đói khát. Và vì vậy mà trong cái bài sám mình tụng á, cái bài mà sám quy mạng á, cái khúc cuối nó cũng có mấy câu đó. Cơ cẩn thời nhi, hóa tác đạo lương tế chưa bằng nổi đó. Nếu mà gặp nhầm cái lúc mà đói khát, không? Thì con đủ thần lực, con đủ khả năng biến thành những thức ăn để giúp cho người khác. Hóa tác đạo lương, tức là con có thể biến hóa ra được những cái món ăn hiền lành, thực phẩm để giúp cho người, để mà cứu tế các người nghèo đói. Rồi trong cái bài phục nguyện vậy, Phật Nhật Tăng Huy, Pháp Luân Thường Chuyển, Phong Điều Vũ Thuận, Quốc Thái Dân An, Gia Gia Vô Cơ Cẩn Chi Tai. Tức là nhà nhà không còn cái nạn của đói khát. Gia Gia Vô Cơ Cẩn Chi Tai, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc, nơi nơi chốn chốn hưởng được cái an lạc vui vẻ của sự thái bình. Sự thái bình là gì? Là không có chiến tranh. Cho nên một ngày nào mình sống á, mà ngày đó mình bình an, mình không có ghét ai, mình không có háy nhút ai, mình không có phiền muộn ai, thì nhớ ngày đó là ngày thái bình của mình. Chứ không phải đợi, mình đợi cái gì lớn lao đâu. Một ngày mình sống mà mình không có phiền muộn với ai, mình không gây hấn với ai, mà cũng không ai kiếm chuyện với mình, thì mình biết ngày đó là ngày thái bình. Còn nếu mà mình á, bực bội ai đó, mình kiếm chuyện với họ, thì mình biết là mình gây chiến, phải không? Hay là mình đang hành động của cái người chiến tranh, gọi là tác chiến. Mà người ta mà bị mình gây chiến, tác chiến, thì người ta gì? Người ta phải phản kháng, thì bắt đầu hai bên có chiến tranh. Đâu có đợi, đâu có cần phải đợi chi mà gây lâu dài đâu. Ngay trong đời sống của mình thôi. Có nhiều người, người ta dễ bực bội một cái chuyện rất nhỏ, rồi người ta xuống người ta kiếm chuyện, người ta nói, thì nhớ cái đó là người ta đang gây chiến đó. Nhưng mà nếu mà mình nóng nảy, mình đối lại, thì coi như có mặt của chiến tranh. Còn nếu như mà mình, mà ví dụ như sau khi mà hai bên phiền muộn nhau rồi, bây giờ hòa giải được rồi, thì nói gì? Thái bình. Thiên hạ thái bình, là cái đất nước đó, con người đó, khắp nơi đó thái bình. Đột sắc xoa là nạn của đối khác. Hằng ngày mình tụng kinh đó, không phải riêng Phật giáo, hầu như tất cả các tôn giáo, nếu đứng trên phương diện lễ nghi cầu nguyện á, thì người nào cũng đưa những cái ước nguyện mình lên cái chỗ đẹp lắm. Thí dụ như là cái bài nãy vậy. Xin mặt trời của Phật Pháp luôn tỏ rạng, là Phật Nhật Tăng Huy. Hay là nói cách khác là đạo giáo lý của Phật Pháp á, mỗi ngày được phát huy tốt đẹp. Và cái bánh xe Pháp luôn luôn vận chuyển và không dừng. Thí dụ như ngày nay mình thấy nơi nào Phật tử còn nghe Pháp, quý thầy còn giảng kinh, còn tụng kinh, đó là Pháp luôn còn chuyển. Còn nếu mà ngày nào mình thấy là chùa không còn tụng kinh, không còn thuyết giảng, Phật tử không buồn nghe Phật Pháp nữa, là Pháp luôn gì? Ngưng chuyển. Cho nên cái bánh xe mà tại mình làm cái bánh, mà tại sao mình lại lấy cái bánh xe mình làm gọi là bánh xe Pháp? Tại vì bánh xe là một cái sự vận chuyển. Có bánh xe là nó tròn, mà bánh xe là phải vận chuyển. Thì chúng ta là cái người làm cái việc là vận chuyển bánh xe Pháp. Pháp luân thường chuyển. Thì khi mà Pháp luân thường chuyển vậy thì quốc thới dân an. Phong điều vũ thuận là gì? Mưa thuận gió hòa.
A xà nệ, a xà nệ bà dạ. A xà nệ là gì? Là sấm sét, là lôi điện, là thunder. Hồi nhỏ mình ở Việt Nam mình nghe sấm sét nhiều cái mình quen. Nên mình qua đây mình ít có khi nào mình nghe. Lâu lâu mình nghe lại cái mình sợ. Phải không? Ở những cái nơi trống thì thường sấm sét lớn, ví dụ mình ở Tây Thiên nha. A xá nể bà dạ là sấm sét ha. A kara mật rị trụ bà dạ là gì? Gọi là hoạnh tử, là yếu tử, sudden death. There's a lot of different kind of death, right? Nhưng mà những người người ta chết, người ta có reason, thí dụ như bệnh chết, accident chết. Thì những cái gì mà người ta có một cái aware về cái chết đó, thì nó không gọi là sudden. Mấy thầy mấy cô nhớ mình có một ông Mỹ thỉnh thoảng giúp anh Dũng đem mang đồ ăn tới chùa không? Ông mất rồi đó. Ông mới mất hồi tối. Hai ngày nay anh không thấy anh ta, anh Dũng không thấy ổng. Rồi cái anh Dũng mới lái xe tới nhà ổng thì bước vô thì ổng nằm chết rồi. Cho nên đêm hôm thầy tụng kinh xuống rồi là mấy anh mới gọi, là lúc đó anh đang đó, cảnh sát tới. Rồi chiều tối nay là thầy hẹn để bàn tang lễ của ông đây. Mà ông không có người thân, cho nên là mình, anh Dũng anh sẽ lo giúp. Đó, biết ông đó không? Cái ông mà hay bưng tới đó, thiền lắm. Cho nên nó chữ yếu là gì? Chữ yếu là trẻ, phải không? Mà ngược lại với chữ là thọ. Người nào mà sống hơn 60 tuổi gọi là thọ. Còn ví dụ mình mất mà mất còn trẻ quá, too young, thì thường ta gọi là yếu. Yếu là yếu vậy đó. Còn ví dụ như khi mình đi tụng đám tang hay khi mình phục nguyện đó, một cái cho một cái người mất cũng vậy. Người đó mà mất mà từ 59 tuổi trở xuống thì đọc là hưởng dương. Tại sao? Tại vì người đó chưa đi hết một vòng 60 năm của một kiếp người. Hồi xưa là một kiếp người 100 năm, giờ kiếp người còn 60. Nhưng mà thường là tính là phải từ giáp một con giáp là 60 năm thì bắt đầu mới gọi là thọ. Mới thọ thôi. Cho nên ai từ 60 mà mất mà đọc là hưởng thọ. Mà người nào mà 59 tuổi trở xuống, 58, 57 đọc là hưởng dương. Akara mật rị trụ bà già là sudden death, mất một cách không có expected, unexpected death. Vậy thì chết nó cũng có vậy, rồi tiền nó có kiểu vậy không? Sometimes mình có cái unexpected money không? Unexpected income. Cái này là hoạnh tài. Thí dụ như trúng số. Trúng số là hoạnh tài á. Nhưng mà nhớ là khi mình trúng số không phải tiền của mình nha. Đó là tiền của rất nhiều người. Người ta invest vô đó, cho nên mình được cái đó. Thì khi mình được cái hoạnh tài thì mình phải biết chi cái đó cho phần lớn bố thí. Thường cái người mà người ta biết sử dụng tiền trúng số đó, không? Lottery đó, thì người ta chỉ xài một vài phần trăm của số đó thôi. Phần lớn là phải đem bố thí hết. Tại vì thường người ta nói cái tài đó, nó đi với cái tai. Tai là gì? Tai họa, tai nạn, đúng không? Tài là dấu huyền, cũng có nghĩa là tiền của. Theo cái nghĩa của mình đi là hên, là giỏi. Nhưng mà nếu mình không biết sử dụng thì nó thành tai ương.
Ví dụ như trộm cướp mà họ biết mình người trung số mà có tiền nhà là mình thấy cũng mệt rồi. Cho nên ở trong kinh Dược Sư có 9 thứ hoạnh tử, phải không? There's 9 different kinds of sudden death. Thí dụ như mình đi bác sĩ, mình bệnh mình đi bác sĩ, lẽ ra mình không có chết, bác sĩ cho lộn thuốc chết, cũng chết, hoạn tử đó. Rồi lẽ ra không sao hết á, đi nghe lời người ta, đi cúng bái quỷ thần gì đó rồi cũng chết. Thí dụ vậy à. Akara mật rị trụ là hoạn tử. Dharani là đại địa. Bộ di kiếm ba già nghĩa là địa chấn, earthquake. Bộ di kiếm ba già là earthquake, là địa chấn, là động đất. Bà đà là gì? Bà đà là bị sạt lở. Thường thường mấy ví dụ mình mấy cái nhà ở trên mấy cái hill á, mưa nhiều quá thì đất nó break ra, phải không? Rồi cái tự nhiên cái nhà nó bị collapse, nó bị sập xuống, đất nó sạt lở. Và khi mình ở trên cái nhà, mình ở trên cái đồi đó, đất nó sạt lở thì mình sập, mình chết. Mà cái người nào đang đi ở dưới á, đang đi dưới đất nó sập, nó sạt lở, chạy không kịp, chết. Hoặc là cái trường hợp là ở bên Vancouver, cái đường mình đi á, từ Alberta mình qua Vancouver đó, nó có đi một cái dòng, cái triền núi, phải không? Thì thường thường mấy vùng đó nó hay có cái falling rocks đó, cho nên người ta phải lấy lưới, người ta ràng mấy con đường nó lại. Nhưng mà nhiều khi mình xui, cái nghiệp nó tới, mình không biết, đi tới cái đá nó rớt xuống. Thì những trường hợp như vậy gọi là ba đà là sạt lở, là rớt, là collapse. Thì tất cả những cái này là thuộc về tai nạn hết. Dharani, bộ di kiếm ba già, tức là đại địa bị động, cái đại địa này, cái mảnh đất này nó bị động đất và nó bị sạt lở. Earthquake and falling rocks collapse. Orakabada là sao băng, falling stars. Orakabada là sao băng. Laksa là rắn độc. Đang tra là những gì, dao gậy đánh đập. Na già bà dạ là rồng độc. Tỳ điều đát bà dạ là lightning, là điện quang. Tô ba ra noa là the, tiếng Anh dịch là great beast, mãnh thú. Nhiều khi mình gặp những cái tai nạn của những thú dữ. Trong cái sám cầu an á, xong cái sám cầu an á, vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó liền chạy xa, tà ma quỷ báo khùng điên. Trong cái bài sám nó có cái mấy câu vậy đó. Rồi bây giờ mình hết cái phần của các cái nạn khủng bố à, một loạt bà già đó. Cái chữ ở cái câu 180 đó là chữ, viết sai đó, chủ ra bạc giả đó, tức là nó là bà già hết. Chủ ra bà già, ra xà bà già, chủ ra bà già, a kỳ ni bà già, ô đà ca bà già, tỳ sa bà già, sáu tắc đa ra bà già, bà ra trước kiếp ra bà già, vân vân.
Câu 195. Dược xoa yết ra ha. Chữ yết ra ha đó nó có nghĩa là hành tinh, là planet, hay nói cách khác là nơi chốn đó của cõi nào đó. Thí dụ như con người mình cũng là một hành tinh, mình là hành tinh của con người, rồi cái quốc độ kia là hành tinh của loài nào đó, thì dạ xoa họ cũng có hành tinh của họ. Mình có hai cách đọc. Một là mình đọc dược xoa, hai là mình đọc giả xoa. Và cái chữ đó nó phiên âm từ cái chữ Phạn là gì? Yasak. Mà hễ mà giả xoa này mà giống nữ, nó đọc là Yaswani. La sát nữ, cho nên ở trong dạ xoa nữ. Dạ xoa này nó có hai loại, có khi ở trên đất, có khi ở trên không trung. Up in the air, down on the earth. Thì hai cái loài này họ có cái dạ xoa, nó có cái power, nó có cái uy thế lắm. Nhưng mà nếu họ thiện á thì họ dùng cái uy thế đó để bảo hộ. Còn nếu họ không thiện thì họ sẽ dùng cái uy thế đó để họ hại người. Trong cái bài tụng tán dược tán hộ pháp á, mình đọc làm sao? Thiên Atula Dạ Xoa Đẳng, phải không? Tức là trời Atula và Dạ Xoa đến ngay nghe pháp nên hết lòng, phải không? Lai thính pháp giả ưng chí tâm. Thỉnh thoảng thầy nghe ai đọc là lai thính, đọc cho đúng là lai thính. Lai thính pháp mà, lai là đợi, lại đây. Lai là lợi, là đến, là arrive, là không. Lai thính pháp giả ưng chí tâm, đến nghe pháp nên chí tâm hết lòng. Hết lòng làm gì? Ủng hộ Phật pháp sử trường tồn, ủng hộ cho Phật pháp khiến được trường tồn. Vậy thì dạ xoa ở đây muốn nói là dạ xoa thiện hay dạ xoa ác? Dạ xoa thiện, họ dùng cái uy lực của họ để họ bảo hộ. Ở trên thế gian này cũng vậy, có nhiều người người ta có power, người ta có sức mạnh, nhưng người ta không có để người ta giúp người, mà người ta để người ta lấn áp người, mà để người ta ăn hiếp người khác. Thật ra ở đây muốn nói là mình muốn, nếu mà nói về cái phương diện hành trì chú này để mà nguyện cái gì? Nguyện trừ đi những cái dạ xoa xấu, những cái hành tinh của những dạ xoa xấu. Nhưng mà nếu mà nói về phần lớn trong kinh đó, mà hay nhắc tới các vị dạ xoa đó, là phần lớn là nói tới dạ xoa thiện, dạ xoa hộ trì Phật pháp. Bằng chứng là ở đâu? Gần đây nhất nè, hiện tại nè, Kinh Dược Sứ, 12 đại tướng dược xoa, phải không? Hộ trì Đức Phật tuyên dương pháp lành. Khi mà Đức Phật nói kinh xong thì có 12 vị thần tướng dược xoa đứng dậy, các vị đó nguyện bảo hộ. Thì ở đây các vị này ở đâu biết không? Hoặc tại địa thượng, hoặc hư không, hoặc là ở trên mặt đất, hoặc trên trời. Dù các vị ở đâu, hãy nên lấy lòng từ mà nhìn người, phải không? Trú dạ tự cái gì? Hoặc tại địa thượng, hoặc hư không, thường ư nhân thế khởi từ tâm. Hãy thường vì loài người mà sanh tâm lành, sanh tâm thương họ. Thường ư nhân thế khởi từ tâm để làm gì? Trú dạ tự thân y pháp trụ, ngày đêm an trú trong Phật pháp đó. Cho nên mình sẽ thấy một lô chữ
Yết ra ha, thì chữ Yết ra ha là âm từ cái chữ graha và nghĩa là hành tinh, là planet. Thì đây là hành tinh của ai? Hành tinh của các loài dạ xoa. Câu 196 là hành tinh của La Sát Ra So Tư Yết Ra Ha. Tiếng Anh dịch La Sát là Ugly Spirit. Thì cũng như vậy, La Sát này là loài quỷ gì? Đây là một loài quỷ chuyên ăn thịt người. Khi mình đọc những cái kinh điển như thế này thì mình sẽ đôi khi mình nói, mình lại nói những cái cảnh giới khác, phải không? Thì mình cũng xin nhắc lại là mình nhớ là ở thế gian này có những cái chúng ta không thấy, thì cũng có nghĩa, không có nghĩa là nó không có, tại mình không thấy thôi. Con mắt của mình dù có rõ cỡ nào đi nữa thì mình cũng thấy một khoảng nào thôi, chứ đâu thể thấy hết. Và cho dù bây giờ cái cuộc đời này mình có biết bao nhiêu đi nữa, mình gọi là mình biết thiệt nhiều á, thì cái nhiều đó nó cũng limit lắm, nó cũng hạn chế lắm. Thì làm sao mình biết hết tất cả? Cho nên mình nói là tôi biết tất cả là nói chơi cho vui vậy. Chứ còn nếu nói cho đúng là mình biết nhiều thì có thể thôi, chứ còn hay là tôi biết khá thôi, chứ còn nói biết tất cả thì hơi khó, mà thậm chí không có nữa. Và ngay cả Đức Phật, phải không? Bây giờ cái lá trong tay tôi nhiều hay lá trong rừng nhiều? Thưa Đức Thế Tôn, lá trong tay Ngài rất ít so với lá trong rừng. Cũng như thế, những gì tôi biết nó nhiều như lá trong rừng vậy, mà những gì tôi cần nói giống như lá trên tay thôi. Tôi cần nói thôi mà. Thật ra Đức Phật cũng giới thiệu cho mình một vài cõi giới, như là dạ xoa, la sát, hay là các cõi nào đó mà mình nói có không, thiệt không. Bây giờ mình nói ví dụ như á, hiện tại chúng ta đang sống ở thế kỷ này mà mình có tin rằng còn những quốc độ mà người ta còn rất nghèo đói, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ốm tông teo, còn không? Có chứ. Thậm chí nước không có uống nữa, thí dụ vậy. Hay là bây giờ mình nói những cái quốc độ nào đó, người ta diễn tả, tôi biết có một hành tinh và cái chúng sanh ở cõi đó được gọi là con người. Họ ăn cái gì gọi là cơm, là bún, thì mấy cõi đó nói thiệt không? Giống như ngày một Kiền Liên mà đi lên cõi của Phật A Súc á, thì cái người ở cõi đó thì người ta to lắm, cho nên ta nhìn ngày một Kiền Liên đi tới, cho ta hỏi Phật A Súc á, bữa nay cõi của mình có cái con gì nó bò lên đây vậy? Tại vì lúc đó ngày một Kiền Liên nhỏ như con kiến. Thì Phật A Súc mới nói, đừng có coi thường cái ông đó. Ông đó tên là Mục Kiền Liên, là đệ tử lớn của Đức Thích Ca Mâu Ni ở cái cõi gọi là Ta Bà. Tại vì cái cõi kia con người ta to lớn. Cũng giống như bây giờ mình đi về Việt Nam, thỉnh thoảng mình đặt mấy cái áo gọi là XXX large đem qua đây cũng còn chút, tại vì người ta không thể tưởng tượng được cái X large ở đây. Thì bây giờ thì có thể rồi. Tại sao biết không? Tại vì người ta qua lại rồi, nói chung là cái sự may vá làm việc của người ta, người ta giao tiếp nhiều, người ta tưởng tượng được. Thì nhớ mấy năm đầu gửi sai về mai đồ cho ông thầy Đức Tạng, người ta không có tin thầy đưa số, người ta nghĩ là mình đưa sai số mà. Xin lỗi, tại cái khẩu của thầy Đức Tạng mà ông cầm lên cái để tới cái ngực của mình. Vâng. Thật ra mình gửi về bển mà đưa cái sai mai quần áo, ta không thể tưởng là ai mà bự dữ vậy. Rồi như Marco mà đưa cái quần áo ảnh mà đưa về bển là đo, là không ai tưởng tượng được hết. Cho nên nói trở lại đây đó, tại vì mình nói tới cái cõi dạ xoa, cõi la sát,
Và mình nhớ vậy nè, tất cả cái sự tái sinh của mình nó tùy vào cái nghiệp sống của chúng ta. It depends on your karma. Mình sống sao, mình theo cái nghiệp đó mình tái sinh vậy. Cho nên những vị này, người ta cũng có cái nghiệp của người ta, cho nên người ta mới sanh vào cái cảnh giới này. Mà nếu người ta may mắn, người ta được gặp được Phật Pháp, người ta được khai thị, thì người ta trở thành thiện. Còn nếu không có thì người ta sẽ sống theo cái tập nghiệp của người ta. Giống như mình nói ví dụ con người mình đi, con người mình sống ở cõi quốc độ này á, bản chất của con người mình là gì? Là sống theo bản năng của dục, ăn uống đủ thứ theo cái kiểu dục. Nhưng may thay mình có những cái đạo lý để nó thắng lại, nó dừng lại. Như vậy mình là một con người sống dục, mà chẳng qua mình tốt là vì sao? Vì mình nhờ có giáo pháp giáo hóa cái đó của mình. Cũng giống như một đứa nhỏ, nó sống mê, nó sống không có ai dạy nó. Cái thì một hôm nó được dẫn vô trong một nhà trường. Trời, ba năm sau mình gặp nó, mình thấy nó khác đi. Nó của ngày trước và nó của bây giờ khác quá. Tại vì nhờ cái gì? Nhờ sự uốn nắn của cái môi trường đó. Cho hồi đó Việt Nam những gia đình ta có tiền, ta gửi vô những nhà dòng cho các sơ dạy. Tại vì ở nơi đó người ta uốn nắn. Và thậm chí con cái ta sanh ra, ta nuôi nó lớn thời gian, ta thấy nó có những cái tánh tình không được là kiếm chỗ gửi nó đi. Để làm chi? Để huấn luyện nó, để uốn nắn nó. Chúng sanh mình cũng vậy. Mình may mắn thôi. Thí dụ như mình đi, mình nhìn lại mình, mình nhìn lại bản thân mình, mình rất là tệ dở. Nhưng mà ngày nay mình được vậy là tại sao? Nhờ có giáo pháp. Đó là may mắn của mình, mình gặp được. Tại vì nếu không thì mình sẽ sống đúng cái bản năng của con người ở cõi dục. Tại vì cõi của mình là cõi dục mà. Cõi của mình là cõi dục, là cõi ham muốn mà. Thì mình không phải chỉ có một cái ham muốn, mà mình ham muốn đủ. Con mắt nó có ham muốn của con mắt. Mắt này thích cái gì? Nó thích nhìn cái đẹp, nhìn những cái gì mà nó có tính chất, nó kích thích mình. Cái miệng mình cũng vậy, cái tai mình cũng vậy, cái lưỡi mình cũng vậy. Ăn cái gì, thí dụ mình thích cay, ăn là phải kích thích cay nó mới ngon đó. Rồi người nào mà thích mặn phải ăn nước tương cho nó mặn mòi lên mới kích thích cái vị của mình. Nói cho cùng ra, chúng sanh mình là sống bằng cái dục. Vì sao? Đó là bản chất của con người. Nhưng mà ngày nay các bậc thánh hiền, các vị xuất hiện để mà làm gì? Đưa ra những công thức để chúng cho chúng ta thắng dục. Trong năm cái tâm thiện đó, nó có một cái tâm thiện là thắng giải. Mình vượt thắng được. Chứ còn không thì thường thường là mình sống theo cái bản đó. Bây giờ ví dụ mình nè, cho mình ngủ nguyên ngày ngủ không? Ngủ. Mình thích ngủ mà. Nhưng mà vô chùa không được ngủ như vậy. Nó điều chỉnh mình. Mình thích đó là thích ăn giờ nào ăn, thích ngủ giờ nào ngủ, muốn làm gì làm. Không được. Vô cái môi trường này tự nhiên bắt lại làm ngược lại. Con ở nhà con muốn ngủ sao con ngủ nha. Vô đây là con phải ngủ có giờ giấc. Thí dụ vậy. Cho nên nó luyện trở lại. Không có gì hết á. Thành thử ra Trư Bát Giới á, ổng cũng sống theo cái dục của ổng. Ổng lên cõi trời, ổng làm thiên bồng nguyên soái, ổng cũng sống theo cái dục của cõi trời. Gặp cô Hằng Nga ổng mê, rồi mới đọa xuống làm heo. Làm heo thì con heo thì nó ham gì? Cái gì nó cũng ham đó. Đã ham ăn mà ăn xấu nữa, cho nên hễ mà người nào mà ăn xấu cứ ăn như heo. Ăn nhiều là cũng ăn như heo, mà ăn xấu xí, ăn mà không chừng mực gì hết, ăn mà kiểu ngốn nghiến vậy. Cho nên cuối cùng ông phải tu cái gì? Tu Bát Giới. Ông phải thọ tám giới, cho nên gọi ông là Bát Giới.
gì? Trư là cái họ của ổng là heo. Trư bát giới là ông heo này nè, ổng tu tám giới. Phải không? Nhưng mà bây giờ ổng muốn tu á, thầy ổng phải cho ổng cái tên để nương cái tên để ổng sống là Ngộ Năng. Ngộ là giác ngộ. Năng là gì? Là khả năng, là hết, là phải dùng tất cả mọi khả năng của mình để chuyển hóa cái tập nghiệp của mình. Đó. Và đừng nghĩ mình là heo rồi là không khả năng gì hết. Có, anh tu là anh có khả năng. Cho nên bây giờ muốn chuyển cái đó không? Cho anh tu tám giới: không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không son phấn, không đờn ca sướng hát, và không ăn ngoài giờ. Thì là bát giới. Tu giữ tám cái giới đó. Cho nên nếu mà bây giờ mình nghĩ coi, từ ở con mắt mình cho nên lục căn của mình, nó đều có cái dục của lục căn hết. Con mắt thì thích sắc, lỗ tai thì thích âm thanh, mũi thì thích mùi, lưỡi thì thích vị, thân thì thích xúc chạm, tư ý của mình thì thích phân biệt đủ kiểu, phải không? Cho nên Thế Tôn đã đinh ninh di giáo mà con còn đắm đuối mê sai. Mắt thì ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng mật đường vua nịnh, mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh, lưỡi dệt theo lắm chuyện gây go, thân thì ham dùng gấm vóc xô xoa, ý thì mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí tuệ từ lâu. Hôm nay may quá, con giác ngộ hồi đầu. Xin sám hối phơi bày tỏ rõ, nguyện tật xấu từ nay chừa bỏ. Thì cái câu xưa để là nguyện tội ác, mà thầy sửa lại cho nó nhẹ chút thôi. Nguyện tật xấu, sửa tật trước. Mà cái tật là gì? Cái tật là thuộc về cái già tội. Cái ác là cái mà cái nó xa rồi. Chỉ cần chỉnh được những cái tật này nè là cái kia nó sẽ giảm đi. Chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê. Trình tự tu là gì đâu? Là chuyển hóa chứ không có gì hết. Thí dụ như mình còn dục nha, nhưng mà mình giảm dục và mình thiểu dục, chứ mình đâu có dứt dục. Nhớ không? Mình là thiểu dục, tức là ít muốn. Và một phần để giúp cho mình cái thiểu dục là gì? Trì túc, biết đủ. Chứ nói tôi giờ tôi hết muốn rồi. Mắt anh liêm diêm là anh muốn ngủ rồi gì nữa. Anh ăn xong là anh muốn ngủ à. Rồi đói là anh muốn ăn. Thành thử làm sao hết muốn được. Vì mình bản chất của khỏi này là khỏi muốn. Cái nature của human là gì? Là desire. Như mình tu á, là mình biết positive desire, hay là mình mãi đắm chìm trong cái negative desire. Cho nên cái bài sám, một cái bài sám mình tụng nữa đó: hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quan. Tại vì sao? Mình là những người từ vô thủy, gây bao nghiệp chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử biết bao lần. Nhưng mà may mắn là mình thấy được cái bánh từ quan đó để mình đi về. Mình giải thích như vậy để rồi mình hiểu rằng tại sao mình lại nghe những cảnh giới như là ma, rồi quỷ, rồi giả xoa, la sát, cư bàn trà, ngã quỷ vân vân. Tất cả những cảnh giới xấu là do cái nghiệp. Nhưng mà rồi mình ngược lại mình cũng có nghe gì? Cõi trời, cõi tiên, cõi Phật, thí dụ vậy. Đó là cái nghiệp thiện người ta chuyển. Tất cả đều là tùy theo cái nghiệp sống của chúng ta. Mà khi cái nghiệp mình được chuyển thì cái đời sống mình nó sẽ khác. Ví dụ như hồi đó mình có tiền, mình chỉ lo ăn chơi thôi, không nghĩ tới người nghèo, không thương người khổ.
Bây giờ mình biết rồi, mình hiểu rồi. Có một cái anh đó đó, ảnh đi giúp cho một cái đứa học trò tiền học. Thì khi mà nó từ chối, nó không dám nhận, ảnh mới nói: em cứ nhận cái tiền này đi, một tháng mà đóng tiền học cho em á bằng những tiền những ngày trước á, anh xài một đêm trong những quán nhậu. Thành thử mà anh thấy rằng anh nhậu xong rồi anh tốn tiền, anh mang bệnh. Và đây, bây giờ anh hai chân què đây là vì uống rượu say lái xe bị tai nạn. Rồi giờ cái kết quả là hai cái chân ngồi xe lăn. Thì từ đó anh nghiệm ra. Rồi bây giờ anh có tiền cho anh giúp. Và anh đã làm cho các em học sinh tiếp nhận cái tiền anh một cách nhẹ nhàng. Em cứ nhận đi. Tiền một tháng đóng tiền trường cho em bằng ngày xưa anh một đêm trong quán nhậu. Đó là một sự chuyển hóa. Thật ra ngày xưa cũng là giả xoa. Ở trên trời, trên lúc mà bình thường đi dưới đất mà xỉn rồi gì, đi nó lơ lửng, hoặc ở dưới đất hoặc trên không. Thường ư nhân thế khởi từ tâm. Bây giờ nhìn xuống người thế biết rồi, thấy rồi. Bây giờ ngày đêm an trú trong chánh pháp. Cho nên nhớ nha, cái bài tán hộ pháp đó, nói là tán hộ pháp chứ thiệt tình nếu mà mình lấy cái tâm tư mình suy nghĩ, lấy chánh niệm mình quán soi, thì tán các hộ pháp trên cái cõi đời mà chúng ta đang sống đây. Cho nên dạ xoa là gì? Là những người có cái power, có cái năng lực, nhưng mà họ thiện thì họ giúp người, mà họ xấu là họ hại. Và họ gặp được Đức Phật, họ hiểu được Phật pháp, họ chuyển. Trong Phật giáo mình á, cái ông vua mà ông ác mà nổi tiếng là tên gì? Không, vua A Dục, Ashoka. Ông là thống nhất Ấn Độ, cũng giống như là bên Trung Quốc là có Tần Thủy Hoàng vậy đó. Vậy mà một ngày nọ đó, khi mà ông phá một cái thành triệt, đi tới đâu là ông giết tới đó, thì lúc đó ông gặp một cái cô gái ngồi khóc, mà ông rớt dao chuyển hóa. Từ đó ông nghe Phật pháp thì ông thấy được cái tội xấu, tội ác của mình. Và ông đã trở thành một người tín đồ của Phật giáo và hộ trì cho Phật pháp. Và chính ông có công rất lớn trong cái việc gọi là đưa các thầy từ Ấn Độ sang qua bên Tích Lan các nước để truyền bá đạo Phật. Vua A Dục. Thật là hôm nào mình có dịp mà mấy thầy đọc lại tiểu sử của Vua A Dục. Rồi vua A Xà Thế cũng vậy. Cho nên rồi mình nhìn vào những cái người mà bây giờ mà người ta trở thành một cái người cực thiện, nhiều khi họ cũng đã từ những cái người trong cái cảnh giới. Tại sao? Tại vì không ai cảm hóa họ. Mình cũng thế, không ai mà Đức Phật, nếu mình không may mắn mình gặp giáo pháp thì mình cũng trời ơi đất hỡi lắm, chứ không phải thường đâu. May là vô tu rồi đó, mà đôi khi không ai chịu nổi mình. Chứ nếu mình chưa tu thì mình còn nghĩ mình còn khủng hoảng nữa, phải không? Cho nên dạ xoa la sát nói, tại vì mình sắp sửa đi qua một loạt các vị này, thì đơn giản thôi, xin cho con đừng có rơi nhầm những cái hành tinh của dạ xoa, hành tinh của la sát, hành tinh của quỷ đói là tất rị đa. Nhớ là chữ Yết-ra-ha là planet, là hành tinh. Dạ xoa, dược xoa, Yết-ra-ha là hành tinh của dược xoa. Hành tinh của la sát là ra xoa tư, Yết-ra-ha. Hành tinh của quỷ đói là tất rị đa, Yết-ra-ha. Hungry ghost. Tỳ xá giá Yết-ra-ha là thực quyết nhục quỷ. Ăn quỷ mà ăn máu thịt.
tỳ xá giá yết. Tỳ xá giá là quỷ ăn máu, ăn thịt. Bộ đa tức là yêu mị. Cư bàn trà là một loài quỷ hút tinh khí. Tiếng Anh dịch là spirit feed on human flesh. Bổ đơn na là xú quỷ, tức là quỷ này gì? Hôi dơ lắm. Có chỗ mình, tại vì có khi mình đọc là bổ đơn, có khi đọc là bổ đan, nhưng mà nó là chữ phiên âm thôi. Cư bàn trà là một loài quỷ, bổ đơn na là một loài quỷ, mà bổ đơn na là quỷ hôi. Bad smell. Ca tra bổ đơn, nó là bổ đơn phải không, nhưng mà nó ca tra là gì? Là cực hôi. Extremely stinky. Ca tra bổ đơn là cực xú quỷ. Cái những cái loài quỷ cũng vậy, cái hình tướng của quỷ nó có ba trạng: bụng to, miệng to, mắt to, mà đôi khi bụng to mà cổ nhỏ. Và nó tùy theo cái nghĩa, nó nói chung là nó có những cái hình tướng dị quái. Thí dụ như tại sao gọi là bụng to cổ nhỏ, là quỷ đó là quỷ của, nhìn cái hình ảnh đó thôi là mình biết là ăn uống khó khăn, đó là một dạng của quỷ đói. Hay nói cách khác là nghiệp của họ là gì? Chỉ tích chứa mà không có ban bố, cho nên cổ nhỏ quá đâu lưu xuất ra được, có bao nhiêu cũng gom vô cho bụng nó to. Không, rồi ví dụ như là trừng trộ cho nên mắt nó to, la hét cho nên miệng nó to, biểu thị của tham, của sân, của si hết. Chu bàn trẻ ra ha, bổ đơn nấy ra ha. Của ca tra bổ đơn là cực cực xú, tức là cực kỳ của các hội, extremely. Tại vì ở trên là bổ đơn rồi, này là ca tra bổ đơn. Tất kiền độ yết ra ha là quỷ đồng tử. Đồng tử là gì phải không? Dân hoàng. Quỷ nó cũng có những đứa nhỏ. Ở Việt Nam á, ta muốn nói mấy đứa học trò mà nó quậy nó phá, ta nói là sao? Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. A bá tất ma ra là gì? Là quỷ điên cuồng. Ô đàn ma yết ra ha là quỷ nóng bức. Sa dạ yết ra ha là hình bóng của quỷ, tức là đôi khi quỷ nó không hiện cái tướng mà nó hiện cái ảnh thôi, cái bóng thôi. Hê rị bà để yết ra là quỷ âm thanh. Có đôi khi mình là không hiện hình, mình lại hiện thành gì, cái shadow. Rồi có khi mình làm cái gì, mình làm cái tạo ra cái tiếng cho người ta khủng hoảng, người ta sợ. Âm thanh. Hê rị bà đế. Có những âm thanh người ta nghe người ta sợ lắm. Có những âm thanh làm cho người ta nghe người ta thanh tịnh, sảng khoái. Rồi, mình sẽ dừng ở đây. Tức là hết nhóm quỷ rồi, bắt đầu từ thứ năm mình mới vô tới rị nẫm. Nay mà đại chúng hồi hướng.
Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa xin nguyện đền phiền não xin nguyện đoạn quả Phật xin chứng nam.